Buổi hội thảo đã đưa ra những cảnh báo về việc phát triển thủy điện ồ ạt, thiếu kiểm soát ở phần thượng nguồn sông Mekong nằm trong lãnh thổ của Trung Quốc. Nhu cầu lớn về năng lượng phục vụ cho nền kinh tế khiến Trung Quốc đã bất chấp những hiểm họa đối với môi trường và hệ sinh thái phía hạ lưu, liên tục xây dựng những đập thủy điện lớn trong những năm gần đây, ngăn chặn dòng chảy tự nhiên của con sông. Mục đích của chúng tôi là tiếp tục cảnh báo những hiểm họa lâu dài của việc phát triển thủy điện trên dòng sông Mekong. Để từ đó, các cộng đồng chịu ảnh hưởng thay đổi nhận thức, từng bước gây sức ép lên chính phủ và các cơ quan phụ trách vấn đề này. Chỉ có như vậy, các nước trong lưu vực mới dần tìm được tiếng nói chung trong việc khai thác hợp lý nguồn tài nguyên và dòng chảy của con sông lớn thứ hai châu Á này. Đây là những hình ảnh về đợt hạn hán nặng nề xảy ra tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam trong năm ngoái. Việc xây dựng quá nhiều đập thủy điện, ngăn chặn dòng chảy đã không chỉ phá vỡ hệ sinh thái, khiến nguồn lợi thủy sản vốn vô cùng phong phú của sông Mekong bị cạn kiệt, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến canh tác nông nghiệp của hàng triệu cư dân ở hạ lưu con sông. Tình trạng hạn hán nghiêm trọng như thế này thực tế chưa từng xảy ra trong quá khứ. Chúng ta phải khiến họ thấy khi xây dựng một đập thủy điện sẽ có quá nhiều rắc rối xảy ra, vì thế mà họ sẽ không tiến hành xây dựng nữa, hoặc chỉ ít cũng phải cân nhắc rất thận trọng trước khi tiến hành xây dựng. Mỗi cộng đồng đều có thể tham gia vào việc bảo vệ dòng sông Mekong. Ví dụ như cộng đồng người Việt Nam có thể yêu cầu chính phủ phải có chương trình giữ nước cho dòng sông này để sử dụng phục vụ nông nghiệp trong mùa khô. Từ sự thay đổi nhận thức của cộng đồng, các chính phủ và các tổ chức liên quan sẽ được hối thúc tiến hành những giải pháp có ích giúp bảo vệ dòng sông này. Sông Mekong là một trong những con sông lớn nhất trên thế giới, bắt nguồn từ Tây Tạng, chảy qua Trung Quốc, Lào, Myanmar, Thái Lan, Campuchia và đổ ra Biển Đông ở Việt Nam với chiều dài gần 5.000 km và lưu vực rộng tới 800.000 km2. Hiện Trung Quốc đã hoàn thành và đưa vào khai thác 5 đập thủy điện ở thượng nguồn sông Mekong và 2 đập nữa sẽ đi vào hoạt động trong tương lai. Lào và Campuchia cũng đã lập kế hoạch và tiến hành xây dựng 12 đập thủy điện trên dòng chính của Mekong